Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay 30 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 ngày 10 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Sau khi đại diện lãnh đạo cơ quan thường trực ban chỉ đạo xây dựng đề án trình bày nội dung tờ trình, Bộ Chính trị đã thảo luận và cho rằng trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11, đổi mới và phát triển chính sách xã hội là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, với tinh thần tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Việc triển khai có hiệu quả các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, đồng thời mang lại những thành tựu to lớn trong tiến bộ, công bằng xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chính sách xã hội còn thiếu tính bao trùm, thiếu liên kết giữa các chính sách trong tổ chức thực hiện, tỷ lệ bao phủ thấp, chênh lệch mức sống giữa vùng miền, nhóm đối tượng còn lớn, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, chuẩn nghèo và chuẩn trợ cấp còn thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, bảo hiểm xã hội còn thấp, chưa thật sự hấp dẫn người lao động, chất lượng dịch vụ y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội phát triển chậm, đầu tư chính sách xã hội còn có mặt chưa hiệu quả. Bộ Chính trị khẳng định, việc tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả chính sách xã hội là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân và tạo điều kiện để nhân dân tham gia và thụ hưởng ngày một tốt hơn thành quả của phát triển. Bộ Chính trị nhấn mạnh, xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, bảo đảm tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh con người, đầu tư cho thực hiện các mục tiêu chính sách xã hội phù hợp với khả năng nền kinh tế và yêu cầu hiện thực hóa các mục tiêu chính sách xã hội. Trong đó, nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo cùng các nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp, xã hội và đóng góp của người dân. Kết hợp nội lực với ngoại lực thông qua hợp tác quốc tế, Bộ Chính trị khẳng định, xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển. Thực hiện chính sách xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý chặt chẽ, hiệu quả của nhà nước, sự giám sát thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy truyền thống tương thân tương ái, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường của nhân dân trong giải quyết các vấn đề xã hội. Bộ Chính trị giao cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện đề án báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 7 khóa 13. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sornsay Sivanorn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư tại Viên Chăn, Lào vào ngày 5 tháng 4 tới. Thưa quý vị, hôm nay Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 13 để xem xét nhiều nội dung, trong đó có dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Đối với chương trình năm 2023, Chính phủ và Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị bổ sung 13 dự án đối với chương trình năm 2024. Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại biểu Quốc hội đề nghị đưa vào chương trình 18 dự án luật. Như vậy, số lượng văn bản bổ sung khá lớn. Theo ý kiến của một số đại biểu, nên cân nhắc số lượng dự án bổ sung cũng như giải quyết triệt để vấn đề chậm gửi hồ sơ văn bản để đại biểu có thời gian nghiên cứu cho ý kiến. Cái thời gian để đại biểu Quốc hội địa phương vừa nghiên cứu vừa tranh thủ ý kiến, nó có thường là đặc biệt là các dự án luật mà mới cho ý kiến lần đầu rất nhiều vấn đề, nhưng mà để mà chúng tôi có hồ sơ tài liệu chính thức của cái họp để mà lấy ý kiến rất khó. Cho nên tôi đề nghị là kỳ tồn tại này thì quá nhiều năm rồi, năm nào cũng thế, thì tôi đề nghị Chính phủ có lẽ cũng phải có một cái giải pháp hết sức căn cơ, mà thậm chí còn có cả những cái biện pháp thế nào để mà khắc phục cái vấn đề này. Đề nghị là cái việc đưa vào cái chương trình của từng kỳ họp, cố gắng là chúng ta cân đối,
Mặc dù là biết là cái việc là bức xúc cái đời sống xã hội thì nó cũng cần phải điều chỉnh. Tuy nhiên thì cái nào mà bức xúc trước, cần điều chỉnh trước thì chúng ta nên có cái điều chỉnh và phân bố cái chương trình kỳ họp làm sao có cái khoảng thời gian để mà cho các đại biểu nghiên cứu các cái nội dung mà các cái luật nó có liên quan, tránh cái tình trạng áp lực nhiều quá rồi khi mà chúng ta thông qua cái dự án luật đó thì cái chất lượng nó không cao. Cũng trong phiên làm việc hôm nay, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Xem xét thông qua báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban năm 2022. Hôm nay tại Bình Định đã diễn ra hội nghị ký kết hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và chính quyền 4 tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 2016-2022, nhiều nội dung hợp tác đã hoàn thành, đưa vào hoạt động, mang lại kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng giữa hai biên giới. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để đẩy mạnh hợp tác, đầu tư phát triển thương mại, du lịch và các ngành có lợi thế, các dự án đầu tư có hiệu quả nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi bên, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Hôm nay, chương trình hội đàm công tác phối hợp giữa tỉnh ủy Lạng Sơn và khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc đã diễn ra với nhiều triển vọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị song phương trên tinh thần bốn tốt là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt giữa hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung và Lạng Sơn Quảng Tây nói riêng. Đồng chí Bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh cho rằng trên tinh thần bốn tốt và nội dung cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ những mong muốn hai nước sẽ tiếp tục tăng cường phát triển, kết nối chiến lược, đi sâu hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực, thể hiện sinh động tình hữu nghị, đồng chí giữa hai đảng, hai nước Trung Việt, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới. Lạng Sơn là tỉnh có vị trí quan trọng, nối liền với Quảng Tây, có tiềm năng hợp tác to lớn. Do vậy, hai bên đề nghị đi sâu hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực lên một tầm cao mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn tin tưởng rằng, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của đồng chí Bí thư Khu ủy, Lạng Sơn cùng Quảng Tây sẽ không ngừng đổi mới, tạo ra các đột phá, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơn và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trở thành điểm sáng, kiểu mẫu trong tổng thể chung quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Tiếp nối thành công từ các chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt, Thanh niên sống đẹp, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đẩy mạnh an sinh xã hội, tìm kiếm và tuyên dương đối tượng thanh niên yếu thế tiêu biểu nói riêng, các bạn trẻ có nghĩa cử cao đẹp nói chung trong thời gian tới. Trong giai đoạn 2023-2025, Trung ương Đoàn Thanh niên Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội theo các tháng cao điểm, cũng như những hoạt động thường xuyên của tổ chức đoàn hội như Xuân Tình Nguyện, Tháng Ba Biên Giới, Tháng Công Nhân, Chiến dịch Tình Nguyện Hè và chuỗi chương trình kỷ niệm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vào tháng 10 hàng năm, đồng thời tiếp tục lan tỏa thông điệp thanh niên sống đẹp, tôn vinh các bạn trẻ tiêu biểu, có việc làm nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc bố trí vốn đối ứng của dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành để tiếp tục triển khai dự án bị bế tắc từ năm 2019. Chính phủ thống nhất chủ trương Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC có trách nhiệm tự cân đối bố trí số vốn đối ứng còn lại để tiếp tục triển khai, sớm hoàn thiện dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chính phủ giao các bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và VEC căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo, đề xuất, trong đó có số liệu về số vốn đối ứng đã bố trí, giải ngân và số vốn đối ứng cần tiếp tục bố trí để hoàn thành dự án. Trước đó, vào ngày 21 tháng 2, VEC đã có văn bản cam kết sẽ tự bố trí số tiền 758 tỷ đồng cho phần vốn đối ứng còn lại của dự án, đồng thời sẽ cân đối tài chính để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của VEC, bao gồm các khoản vay ODA đến hạn và trả nợ gốc, nợ lãi, trái phiếu do chính phủ bảo lãnh và các nghĩa vụ tài chính khác.
Tính đến cuối quý 1, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 500.000 tỷ đồng, lũy kế chi quý 1 đạt 17,5% dự toán, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được bảo đảm. Đây là thông tin được chia sẻ trong buổi họp báo thường kỳ quý 1 của Bộ Tài chính diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 ước đạt 491.500 tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022. Về chi ngân sách, chi đầu tư phát triển ước đạt 10%, chi trả nợ lãi trên 27% dự toán, chi thường xuyên trên 22% dự toán. Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề được đặt ra như công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có nội dung đáng chú ý về việc ổn định thị trường trái phiếu. Nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó có Nghị định 08/2023 mới được ban hành. Bộ Tài chính cũng đã báo cáo Chính phủ có rất nhiều những cái phương án để kiểm soát thị trường. Thứ nhất là lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị chức năng, Ủy ban chứng khoán, các đơn vị chức năng là tăng cường cái việc mà quản lý giám sát cái việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng thường xuyên có các cái khuyến cáo đối với doanh nghiệp phát hành, đối với các cái tổ chức cung cấp dịch vụ về việc tuân thủ cái quy định của pháp luật trong cái việc tư vấn rồi cung cấp dịch vụ rồi doanh nghiệp là phát hành trái phiếu. Liên quan đến nội dung thuế tối thiểu toàn cầu, đây là vấn đề quan trọng tác động trực tiếp đến chính sách ưu đãi đầu tư. Một số đối tác lớn của Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore sẽ áp dụng từ năm 2024 mức thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu ở mức 15%. Sẽ có những biện pháp là trước mắt và cũng như là đánh giá lâu dài vấn đề sửa đổi các luật thuế thu nhập doanh nghiệp với tinh thần là làm sao chúng ta vẫn đảm bảo ổn định cái môi trường đầu tư, duy trì được các hoạt động sản xuất của các cái nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, bảo vệ cái quyền chủ quyền đánh thuế của Việt Nam, duy trì các cái quyền đánh thuế và lợi ích của ngân sách, cái sự hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời cũng là đảm bảo tuân thủ các cái quy định chung của quốc tế và khu vực. Hiện nay, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính vẫn đang bám sát các ý kiến các nước này để có những giải pháp hiệu quả nhất, bảo đảm hài hòa lợi ích chung của các bên. Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022 của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng chủ động tiếp cận, hướng dẫn khách hàng, nhất là khách hàng thuộc đối tượng và đang có dư nợ thuộc ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc từ khách hàng trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất để kịp thời xử lý, tháo gỡ. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022, đẩy mạnh kết nối ngân hàng, doanh nghiệp nhằm tăng cường đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, đặc biệt là khách hàng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận chính sách. Tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng, theo Nghị định 31 và Thông tư 03/2022. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045. Khu kinh tế Dung Quất có tổng diện tích hơn 45.000 ha với định hướng phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động với nền kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng của quốc gia. Khu kinh tế Dung Quất là một trong 18 khu kinh tế ven biển của Việt Nam, có nhiều lợi thế để phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế của hành lang phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, trong khoảng 6 triệu lượt xe buýt được đánh giá chất lượng dịch vụ, thì có đến 5,9 triệu lượt xe được chấm 5 sao, chỉ có 2 lượt xe bị chấm điểm 2 sao và 300 lượt xe bị chấm 1 sao. Trong số 11 doanh nghiệp tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái VinBus được chấm 85 điểm, xếp hạng doanh nghiệp 5 sao, tiếp đến là Tổng công ty Vận tải Hà Nội được đánh giá 80 điểm, không có doanh nghiệp xếp hạng 3 sao, 2 sao và 1 sao. Phần lớn hành khách cho rằng mạng lưới xe buýt trên địa bàn Hà Nội có độ phủ tốt từ nông thôn đến các quận đô thị trung tâm,
tần suất cũng cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4, Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng trên diện rộng. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 3, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trời lạnh. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày 1 tháng 4 có nắng nóng cục bộ, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4 có nắng nóng trên diện rộng. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Miền Đông Nam Bộ từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 tiếp tục có nắng nóng. Thưa quý vị, tập thể nghệ sĩ cán bộ của hãng phim truyện Việt Nam đã làm đơn kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về gần 300 bộ phim nhựa đã hỏng mốc tại kho phim của hãng. Tập thể nghệ sĩ cán bộ làm đơn cho rằng cần phải làm rõ hiện nay mỗi phim do hãng làm chỉ có hai bản phim dương bản, một lưu tại Viện Phim Việt Nam, một lưu tại hãng phim truyện Việt Nam hiện đã hỏng. Phim dương bản là phim đã được định sáng, chỉnh màu, đồng bộ tiếng và sẵn sàng để chiếu, trong khi đó bản gốc, tức là âm bản, là phim chưa hoàn thiện qua các công đoạn trên. Các nghệ sĩ cho rằng việc in phim dương bản từ phim âm bản hiện nay là rất tốn kém vì phải đi kèm với công tác phục chế phức tạp, trong khi điều kiện khách quan về kỹ thuật tay nghề ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Vì vậy, tập thể người làm đơn đề nghị Bộ Văn hóa có những nghiên cứu đánh giá nghiêm túc, chuyên sâu, xác đáng về thiệt hại của gần 300 bộ phim được cho là kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam đã hỏng, để phía Vivaso, tức là Tổng Công ty Vận tải Thủy, là nhà đầu tư chiến lược vào hãng phim truyện Việt Nam có phương án đền bù thiệt hại. Thêm vào đó, nguyên đơn cũng đề nghị có yêu cầu Vivaso phải in bù lại loạt phim hỏng và chuyển cho chính phủ quản lý. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tối nay.